Thôi, đậu hai cái đậu một cái anh bách rồi. Ủa, ở khả năng nào rồi. Babylon, ba cái gỗ 75 rất gần nhà. Bằng lại có xe nhỉ. Rất nhiều xe từ gần đi nhá. Ở gần đi cầm xe, bởi vì mà tôi là của tinh ban trong trận này. Rồi xin cảm ơn anh Đặng Khôi đã gửi tặng 50 sao cho game thủ Hoàng Minh, cảm ơn anh rất nhiều. Và chúc anh có những giây phút xem kèo vui vẻ. Và bạn có đầu xi măng đang phải quả kép, vẫn chậm dần thôi. Quan trọng chúng ta là quả kép có đôi thôi. Chấp nhận chúng ta muộn một chút, nhưng lại rất nhiều đồ, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Bù lại cho việc xấu thì số lượng nó tốt thôi. Hãy cùng chuyển qua màn máy click của game thủ Hoàng Minh Nhi. Có đôi voi. Mọi người cùng hy vọng nào, hãy cùng hy vọng bài trang bên kia biết đâu bài trang nghiệt chết dần thì sao? Bài trang gần đi trận này chết 3 trận thì đẹp. Trang bây giờ chết 2 trận nó vẫn chưa nghĩ gì cả. Chất quân của nó thì vẫn tốt. Quýt hôm nay cũng không thi đấu mọi người nhé. Quýt đến lớp hôm nay nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Khả năng cao ngày mai sẽ có kèo, chắc chắn ngày mai sẽ có kèo rồi. Quan trọng kèo gì thôi. Cái bài Babylon này của Zima mà anh em bảo FF hai dân thì cũng khê, hồi quả rất sâu. 22 dân đến đời khả năng còn muộn hơn cả 25 dân cơ. Ôi voi về 7 u 7, 7 u 5, 6. Vâng, như vậy mang đánh 23 dân bài này. Ở kỹ đời vẫn đang ổn. Ở về kỹ đời 1 lên đời 2. Ở bên này bách bao phải không gặp xe cả. Không phải không? Họ cắt dân ra nên ăn thêm bị ưu này. Điều nó hơi minh minh khi chỉ có 5 con thôi. Chúng ta vẫn đang cố gắng. Mặc dù quân đối phương đẹp hơn chúng ta vẫn phải cố. Nếu như đề chế mà kiểu mình thấy quân quân bài phát quýt luôn thì thấy chơi quân phát quýt luôn thì có lẽ cái đống ta còn đang diễn ra trong khoảng tầm 30 phút là xong rồi. Rồi xin cảm ơn anh Phạm Văn Đăng nhé. Bây giờ bắt em vui vẻ thì cũng hơi khó. Nói chung là cũng kiểu bình bình thế thôi. Hoàng Nhi đã lên đây. Một vài 12 nhà với mình đều kích ít nhất trong 10 thôi. Bọn xi măng bên này thậm chí dường như đã kích đầu rồi phải. Vì vậy khoảng tầm 10 không ít trong bài này.
và đánh 23 đồng dân của Baby Lord. Và điểm số màu 3 vẫn đang nhảy đến khá cao. Rồi Yamato đánh gì? Ở trận này bắt đầu Vương sẽ đánh gì đây? Chúng ta là hai chém. Xi Măng cũng đánh chém xong bài này. Cắt ra đàn vàng, con giò đang đẩy đi và hy vọng chúng ta cố gắng. Mình đang hy vọng Xi Măng cố gắng cân lại bài Seng thế này, hoặc là ít nhất là bài Seng đánh cùng và chọc thật yếu vào. Con giò đang có cả công cả giáp tân gặp luôn Seng của anh này. Thế nhà Seng cũng đi phải. Có thể thủ Seng đánh cùng dòng trận này. Còn con tê nhưng con giò ta cũng là con giò có không giáp. Còn tạm thời con giò này nó mang mục đích là giò nhà là chính thôi. Gani sẽ không, Xi Măng có lẽ sẽ không thể làm gì nhiều. Với ra Gani khi thế nhà Gani là dễ khung. Qua máy bách bên này đang trao đổi chiêu thức với cả Yamato của bố ba. Bố ba bây giờ mất một cắt dần vàng. Vâng, có lẽ bên này thì Hoàng Nhĩ đang một phê ra đủ. Vâng, một phê là thủ lại cái xích Yamato. Rồi chào Trần Nương nhé, chào mọi người. Vâng, kèo Alonso và TT có quay phát không ạ? Anh thú gì hả? Vâng, kèo Alonso với TT khả năng cao không quay phát anh em ạ. Đấy là có nhá, cái này em không biết. Anh thả cao em cũng chưa áp được tình hình. Như anh Hành Long trả lời là có. Hoàng Nhi đang đầu tư hẳn hai chiếc BS để ăn cả vàng cũng như trận này. Ký đồ có lẽ là 2L đều. Cái này liệu rằng chim nặng. Ở đây rồi. Đi ao tô phòng thì vậy cũng còn chém. Nhưng dường như Hoàng đang không để ý này. Còn giữ con giò. Bộ ba tuần này có lẽ tuần con lần này sẽ phải nằm xuống, nhưng màu ai cũng đang phải trả giá bằng khoảng tầm 3 con nông dân của Yamato đã phải nằm xuống. Xe đang đẩy khung giờ từ Gandhi. Thời điểm mà thì mà vẫn chưa thể có xe được, thì đang ưu tiên lực để sắp đều 2L. Tơn đầu tiên mà Gandhi vì thế bài cung đang đẩy đi luôn tuần này. Chúng ta đã thủ chức quay phát. À như vậy kèo của ngày mai à, kèo ngày mai chắc chắn là có live stream rồi. Kèo một thứ TT và Xi Măng luôn rồi, chắc chắn quay phim là có live stream rồi. Gani đang đẩy chéo thơm khi mà lo ngại rằng bài của Hoàng Nhiên bài thủ P. Bên này Hoàng Nhiên bài 2L vắt đều. Cố gắng tổ chức quay bắt từng giờ này. Cả Xi Măng Hoàng Nhiên đang quay bắt. Gani vẫn đang tỏ ra khá khó chịu ra những pha tích cực tách cùng giờ. Nhiều khả năng đã giáp 2 hoặc thậm chí là lên luôn cả giáp 4 từ Gani. Bên này 3 không bắt đầu tạt sang đây bằng một vài đơn vị chém, nhưng có lẽ Xi Măng sẽ không ngán làm tạm thời ta giữ tham rồi. Ở giữ tham giờ phải bài về bắt. Khá khó chịu và tăng cường ở gần yếu tuần này. Bài mà Xi Măng đang phải ưu tiên được sóc đều hoài được. Vẫn chưa thể đến xe được. Cái này liệu rằng Bách có cố gắng mà công một nhà một bài không? Vào cái đầu bài có đánh phê không? Có lượng trái Miyamoto không nhiều. Và Mi đã có bên xe. Tơ đi công đang đi vào bãi vàng của nhà của Miyamoto. Nhưng Hoa vẫn chưa biết gì cả. Minh Văn đang mải điều chém đi phải. Thì nhà mình cũng đang bắt cơ số dần lọt vào bãi vàng tơ này. Có phê thủ ba nhưng một tơ mà Hoa không để ý. Có Minh Văn sẽ yếu tơ này. Cái này thì mang cố gắng giữ tham thôi. Không nên được vẫn giữ tham. Trừ Hoàng nhiều ra Hoàng như vẫn đang có thể ra đều 2L. Mặc dù Gunny là bài ở Kunya, chúng ta vẫn đang bắt dần những đơn vị cung giờ đi lẻ. Đã là giáp 4 từ Gunny. Khá chắc chảy để cho con thủ của Sài Gòn ở bên này. Bên này Hoàng như vẫn đang đi không ạ? Vào lần này có phê nhưng đây là 4 con chém. Chúng ta chấp nhận hy sinh của con chém chiếm toàn bộ đường quân trưởng dân này của bạn. Vẫn ở chỗ kia và vẫn thoát. Bách vẫn đang cố gắng ra đều 2L đều thôi. Vâng, hơi lầm xe từ Gunny thì phải. Vâng mặc dù rất cố gắng nhưng cái chất quân nó quá khác. Một bài Gunny bài khung nhà đánh cung lên giáp 4 từ rất sớm và đẩy luôn những tơn đầu. Vâng, nói chung đen chúng ta phải chấp nhận thôi, không sao cả. Vâng, tỷ số 1 đều trong C2 này. Vâng, một đều, một con giò mà cái giáp của Xi Măng đang bị phê. Vâng, giá như Xi Măng trận rồi mà đánh kiểu mà cầu toàn hơn chút mà không lên giáp thì có lẽ đã có bánh tre khá sớm và giữ tham.